Các bạn thường xuyên lướt newsfeed của Facebook cũng thấy ha thì như trên màn hình nè, các bạn thấy gì không? Những đôi khi á à, năm 2024 rồi và chúng ta đang connect với những người bạn của chúng ta thông qua mạng xã hội à, mà mạng xã hội chính đó chính là Facebook. Trong khi lướt newsfeed bây giờ không thấy bạn bè của chúng ta đâu nữa, các bạn thấy những cái nội dung mà nó đề xuất không? Hồi xưa á nó còn ghi là đề xuất hay gợi ý cho bạn nha. Nhưng mà bây giờ không, nó không thèm ghi luôn. Và chỉ còn một số tài khoản là còn gợi ý cho bạn, còn cái chữ đó thôi. Còn đối với tài khoản của mình á, bây giờ nó để cái chữ theo dõi luôn các bạn. Các bạn nhìn là cái tần suất nhìn rất chóng mặt và mình cảm thấy bây giờ Facebook nó như cái bãi rác vậy đó. Mặc dù mình biết đây là cái cơ chế hiển thị nội dung, mình đố các bạn vì sao nó hiển thị nội dung cho các bạn. Nó đang tìm cái insight của các bạn để nó phân phối quảng cáo nó giống như là TikTok vậy các bạn. Nếu mà TikTok các bạn lướt new feed đúng không? Thì TikTok đề xuất nội dung cho bạn. Thì cái này nó cũng tương tự luôn. Không có khác gì hết á. Và nói cách khác là Facebook đang học theo... Học theo cách làm hiển thị nội dung của TikTok ở trên social media. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà uh, Apple... Họ công bố cái chính sách mà... Uh, từ iOS 14 trở lên á. Thì cái quyền mà cái quyền soi mối đời tư của cái uh, ứng dụng Facebook này nè Nó bị hạn chế đi Thì nó không lấy được thông tin để nó phân phối quảng cáo nữa Thì đâm ra Nó phải thay đổi một cái gọi là thuật toán hiển thị Để mà nó hiển thị những dạng nội dung như thế này Mình là mình bị ngợp cái nội dung luôn Mình không muốn lướt luôn Đây, cũng là đề xuất nữa nè Tiếp theo vẫn là cái đề xuất nè Các bạn thấy không? Cái tần suất mà nó đề xuất mình cảm thấy ngán ngẩm luôn á Có thể nó phù hợp cho TikTok Ha Tại vì nó là dạng nội dung video Và chúng ta cần giải trí rất là nhiều Chúng ta lên đó để entertainment Để support entertainment Còn social, facebook của chúng ta để làm gì các bạn? Để tương tác với bạn bè Chúng ta không dùng nó để mà lướt cái giải trí gì nhiều cả Bây giờ uh, phân loại rất là rõ ràng uh, Cái nào để social commercial Cái nào để social entertainment Cái nào để social network uh, Kết nối bạn bè với nhau, giá tương tác Nhưng mà À, khi mà facebook làm cái việc này mình cảm thấy nó không có hợp lý ở cái chỗ là đây à, đây là cái sự kết nối cộng đồng kết nối bạn bè à, giống như cái câu châm ngôn của nó vậy nhưng mà bây giờ thì khác rồi bây giờ nó cứ đề xuất những cái nội dung rất chán như thế này thật sự mình mặc dù mình đó các bạn thấy không cứ lướt là thấy cấm này đẹp thì để lại đi tiếp tục nè các bạn thấy không bao nhiêu bốn năm fit mình mới thấy một cái feed của bạn mình đó vậy thì uh, connect in people uh, hay là tương tác với bạn bè đâu ra nữa đôi khi bạn bè nó hỏi sao, hỏi, sao không hỏi thăm nó thì các bạn biết đường đâu trả lời đôi khi là chúng ta lên chúng ta lướt feed để chúng ta coi bạn bè chúng ta đang làm gì còn bây giờ thì cứ lướt new fix là chúng ta lại gặp những cái nội dung mà được đề xuất rất là rất là chán đó thì sau khi chúng ta tiếp tục lướt ở trên uh, feed kể cả trên điện thoại thì các bạn cũng gặp vấn đề này thôi. À, nó cũng à, không có tính năng tắt cái cái tính à, cái cái việc này. Nó bắt buộc chúng ta là chúng ta phải à, phải xem cái new fix mà nó đề xuất. Thì mục đích thực ra thì đối với dân quảng cáo như mình á, thì mình thấy nó ok cái này cũng được tại vì cái việc mà bị Apple nó nó chặn cái Uh, cái quyền riêng tư á, ở trên uh, ứng dụng này đó để làm giảm đi phần nào cái hiệu suất quảng cáo ở trên Facebook của các nhà quảng cáo thì nó bắt buộc phải phải update cái thuật toán để phù hợp hơn và nó hiển thị nhiều nội dung cho các bạn ví dụ nó sẽ random uh, 10 cái hiển thị như thế này thì nếu mà bạn bạn thích uh, yêu nhà hay là yêu chó mèo rồi đó các bạn nhấn theo dõi hay là các bạn tương tác với với nó đi với cái, cái bot này đi thì trong tương lai các bạn sẽ nhìn thấy những cái quảng cáo, những cái quảng cáo liên quan tới nhà, liên quan tới động vật. đó, đó là cách nó tiếp cận thông qua cái new fix uh, hiển thị của các bạn để nó nắm inside của các bạn, thì sau này nó mới phân phối quảng cáo được. đó, đó là lý do. còn uh, có nhiều bạn hỏi tại sao thì uh, mình cũng đã giải thích rồi đó, đó là lý do các bạn. thì này nó cũng phải phù hợp với xu hướng nhưng mà uh, phải có cách nào đó khác đi. Chứ uh, cái này có thể áp dụng cho TikTok nhưng mà nó không thể nào áp dụng cho Facebook được tại vì Facebook dù sao cũng là một cái nơi để connect bạn bè với nhau, chia sẻ những cái riêng tư với nhau. Còn bây giờ ở trên New Feed không thấy tin của bạn bè đâu mà chỉ có thấy tin của những cái đề xuất của Facebook. Vậy thì sử dụng Facebook để làm gì nữa? Ok, thì cái nội dung chia sẻ đến đây là tạm dừng. Hy vọng rằng cái nội dung này hữu ích cho các bạn cũng đồng thời là giải đáp cho các bạn một số thông tin liên quan tới cái việc hiển thị Newfit này. Bye bye và chào tạm biệt.